Con lợn rừng đầy bọ này đột nhiên xông vào làng của loài người, đi tới đâu cũng không mọc nổi một cọng cỏ nào, mặt đất hoàn toàn bị ăn mòn. Cô gái đang lấy thuốc bên ngoài sợ hãi bỏ chạy nhưng bị lợn rừng đuổi theo. Ashitaka muốn ngăn chặn con lợn rừng, nhưng anh ta không có ý thức gì cả. Một cô gái vô tình ngã xuống, Ashitaka nhanh chóng rút cung và bắn vào mắt con lợn rừng. Con lợn rừng hoàn toàn tức giận và đuổi theo Ashitaka với vô số xúc tu. Ashitaka đưa tay chặn lại nhưng bị xúc tu cuốn vào, thoát ra, bỏ chạy và nhìn thấy con lợn rừng lộ nguyên hình. Ashitaka dùng một mũi tên bắn trúng mắt anh ta, con lợn rừng ngã xuống, nhưng tay Ashitaka bị nhiễm trùng, nữ thần đến chữa trị cho anh ta, rồi nhìn vào xác con lợn rừng. Đột nhiên con lợn rừng lên tiếng. Tôi là trái tim của bạn, tôi là của bạn. Sau đó nó biến thành xương trắng và biến mất. Nữ thần nói với Ashitaka rằng con lợn rừng đến từ phương Tây xa xôi và biến thành ác thần vì bị thương nặng. Dấu vết trên cánh tay của Ashitaka là một lời nguyền, nếu không được xử lý kịp thời, lời nguyền sẽ lan rộng khắp cơ thể cho đến khi bị ăn mòn và mưng mủ hoàn toàn, đang tìm cách chữa trị cho cánh tay. Ashitaka lên đường một mình và đi qua một ngôi làng, nơi anh gặp bọn cướp đang cướp bóc mình. Vốn dĩ anh ta không muốn xen vào việc của người khác, nhưng khi tên cướp nhìn thấy anh ta chĩa vũ khí vào Ashitaka, anh ta đã rút cung tên ra và đi cứu người đàn ông, đột nhiên cánh tay của anh ta bị đau dữ dội, mũi tên cũng bị thương. Anh ta bắn thực sự đã xé nát tay tên cướp, bọn cướp nhân cơ hội này nhắm vào Ashitaka. Tôi biết, chào Yamashita. Sau đó một mũi tên bắn ra khỏi đầu tên cướp và rơi thẳng xuống. Những người khác quá sợ hãi để theo đuổi anh ta nữa. Sau đó, Ashitaka rửa tay bằng nước suối trên núi và ổn định cánh tay. Ngày hôm đó đi qua một khu rừng rậm, Ashitaka nhìn thấy có người nằm bên bờ sông và tốt bụng cứu người đó. Đột nhiên một người đàn ông hét lên, hóa ra là Ashitaka, yêu tinh trong rừng, nhờ họ dẫn đường. Như hiểu ra, họ dẫn Ashitaka về phía trước, thậm chí có người còn bắt chước anh cõng những người bị thương rồi nhanh chóng tiến vào sâu trong rừng. Ashitaka đột nhiên nhìn thấy một luồng ánh sáng vàng bùng lên, một con tuần lộc nhiều màu sắc đi ngang qua, anh liếc nhìn về phía này. Cánh tay của Ashitaka đang chấn động, anh nhanh chóng đưa tay xuống nước, khi bình tĩnh lại, con tuần lộc đã ở đó rồi. Sau khi một số người bị thương đột nhiên phát hiện mình đã bình phục, dưới sự dẫn dắt của yêu tinh, họ bước ra khỏi rừng và đến ngôi làng của mình. Lúc này Ashitaka mới biết rằng lợn rừng tấn công ngôi làng của họ là do những quả trứng sắt ở đây gây ra. Nhìn thấy lời nguyền trên cánh tay của trưởng làng, anh ta bỗng hưng phấn rút kiếm định giết trưởng làng, may mắn thay, Ashitaka đã kịp thời ngăn cản. Sau này anh mới biết rằng khi người ta tiêu diệt các loài động vật trong rừng để sinh tồn thì không. Hai bên nảy sinh mối hận thù sâu sắc do thường xuyên quấy rối từng nhà, đột nhiên chuông báo động vang lên, cho biết đó là một con thú trong rừng đang tấn công. Khi Ashitaka đi ra ngoài nhìn thì đối phương hóa ra là một con gái. Cô gái đang lau vết thương cho con sói chợt nhận ra điều gì đó, cô quay lại thì thấy một cậu bé đang núp sau gốc cây để nhìn lén. Cô gái nhìn thấy vậy thì nhìn cậu với ánh mắt căm hận. Chàng trai nhanh chóng bước ra và giải thích rằng mình không có ý xấu. Cô gái không trả lời, quay người cưỡi con sói khổng lồ rồi rời đi. Anh gọi Asan vào rừng để thoát khỏi bầy sói, con người bỏ anh như một đứa bé làm mồi nhử, may mắn thay bầy sói không làm hại anh. Thay vào đó, anh ta được đưa đi và nuôi dưỡng. Từ đó trở đi, anh sống chết cùng bầy sói. Để bảo vệ khu rừng, Asan quyết định ám sát thủ lĩnh loài người và đột nhập vào làng loài người trong đêm. Sau khi bị bao vây, cuối cùng anh cũng nhìn thấy mục tiêu của mình, nhưng bên kia rõ ràng đã có sự chuẩn bị sẵn sàng. Asan dần dần bị đánh bại bởi hỏa lực lao tới. Đột nhiên Ashitaka xuất hiện và giúp anh cản trở bước tiến của kẻ thù. Asan nhân cơ hội đánh lén Ashitaka, lao vào đám người, khi đến gần trong tay, không ngờ mình không phải là đèn tiết kiệm nhiên liệu, hai bên qua lại, bất kể kết quả thế nào. Thấy vậy, Ashitaka đẩy đám đông sang một bên và túm lấy từng người một, họ không chịu bỏ cuộc. Lúc này, cánh tay của Ashitaka đột nhiên trở nên bồn chồn. Cho dù bạn có cao lương, bạn cũng là một kẻ cặn bã ở đó, hãy cho tôi xem ai có cao lương. Giữa hai người không có dấu hiệu hối hận, Ashitaka đánh họ bất tỉnh chỉ bằng một cú đấm. Ngay khi anh chuẩn bị rời đi cùng Asan, một cô gái đã chĩa súng vào anh, nếu anh chạm vào súng. Bất chấp vết thương, anh dùng sức mở cánh cửa nặng 10 tấn và đi theo con sói khổng lồ đến đón Asan. Asan tỉnh dậy nhưng Ashitaka bị ngã ngựa do mất máu quá nhiều, con sói khổng lồ muốn cắn anh. Chết, nhưng Asan đã ngăn anh ta lại. Anh ấy hỏi Ashitaka tại sao lại ngăn anh ấy lại. Từ đó, người đã đánh tôi Sina và sau đó người đó nói rằng anh ta rút kiếm và định đâm tôi, nhưng lại dừng lại ở thời điểm quan trọng. Ashitaka đột nhiên nói điều gì đó và Asan sững sờ. Cuối cùng, tôi vẫn không thể hành động được. Tiểu Sang đưa anh đến hồ thiêng của thần thú núi để chữa bệnh và trồng một cái cây trên đầu anh. Sau khi các tinh linh nhìn thấy, dường như họ bị thứ gì đó triệu tập, đồng loạt trèo lên cây, dưới ánh trăng, một người khổng lồ huỳnh quang đi về phía khu rừng, cuối cùng biến thành thần thú núi với những bông hoa dưới mình. Đôi chân, mỗi bước đi là một vòng đời. Thần thú núi đến gặp Ashitaka và chữa lành vết thương cho anh chỉ bằng một nụ hôn nhẹ nhàng. Cảnh tượng này được nhà sư ẩn mình trong bóng tối nhìn thấy rõ ràng, hóa ra là do triều đình cử đi săn lùng và giết chết anh, thần thú núi. Họ nhìn thấy một số lượng lớn lợn rừng, trong đó có một con lợn rừng trắng khổng lồ với 4 chiếc ngà mang tính biểu tượng. Đó là thần lợn Jisi chúa. Ngay sau đó, Ashitaka tỉnh dậy và thần lợn Y dẫn đầu một đàn lợn rừng bao vây họ. Họ biết được rằng vua lợn rừng bị Fanji làm bị thương nên muốn giết hết loài người để trả thù cho vua lợn rừng. Nghe tin thần thú núi đã hồi sinh Ashitaka Y, chúa rất bối rối. Là thần hộ mệnh rừng rậm, thần thú núi có thể cứu được con người, tại sao lại không cứu được lợn rừng? Nhà vua đi theo chủ nhân ở thế giới khác và từ từ tiếp cận Ashitaka, ông cảm nhận được nỗi đau và lời nguyền của vua lợn rừng. Sau khi biết tộc lợn thần đã xuất hiện, ác thần đã thả Ashi và Daka đi nhưng cấm anh vào rừng lần nữa. Bên kia, nhận được mệnh lệnh của hoàng đế đến tìm Fanji hợp tác, bởi vì hoàng đế nghe nói đầu thú sơn thú có thể khiến người ta bất tử, mà thứ Fanji muốn chính là toàn bộ khu rừng. Vào ban đêm, Ashitaka tỉnh dậy từ trong hang, Xiao Sang nằm trên người anh. Bên cạnh đang ngủ say, Ashitaka đứng dậy đi ra khỏi hang, cầu xin thần sói trắng ngăn cản lợn rừng gây chiến với con người, không muốn hận thù lan tràn không ngừng. Thần sói trắng nói với anh rằng khi nghe tiếng kêu của khu rừng, anh đang chờ đợi sự xuất hiện của người phụ nữ Fanji và một ngày nào đó, anh sẽ cắn đầu cô thành từng mảnh.
Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Tiểu Sang đã không còn ở trong động nữa. Ashitaka dưới sự dẫn đường của một con sói trắng nhỏ rời đi trước khi rời đi. Anh ta ném chiếc bùa quanh cổ cho con sói trắng. Để anh ta giao cho Tiểu Sáng, bên kia nhân loại bố trí pháo binh trong núi, sau đó cuồn cuộn khói vàng bốc cháy. Họ muốn khiêu khích lũ lợn rừng và dụ chúng đánh nhau công khai. Dù biết đó là một trò lừa nhưng vì tôn nghiêm của lợn rừng, thần lợn và War Master kiên quyết dẫn các chiến binh của mình xông lên và con sói trắng cũng tham gia trận chiến. Không thể sánh được với con người, dưới sự tấn công dữ dội của hỏa lực pháo binh, đàn lợn rừng gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Khi Ajitaka đến chiến trường, nơi này đầy xác lợn rừng bị đốt cháy, một số nhân loại, Ajitaka, người bị thương vong nặng nề, đã tìm thấy một số dân làng còn sống sót. Từ miệng họ biết được rằng Fanji và nhà sư đã dẫn đầu đội đi săn thần thú núi trong rừng. Trong xác lợn rừng, Ashitaka tìm thấy có tiểu bạch. Sói đang ở đây, dân làng, cứu anh ta với sự giúp đỡ của, sau đó theo anh ta đi tìm rừng Tiểu Sang. Chỉ còn lại thần lợn và chúa tể thế giới trong quân đoàn lợn Trung Sơn, anh ấy. Người đầy vết bầm tím, anh bước đi một cách khó khăn cùng với bạn của Tiểu Sang. Trên đường đến Hồ Thánh, anh sẵn sàng triệu hồi thần thú núi để chữa lành vết thương cho mình. Lúc này, một nhóm người mặc da lợn rừng đuổi theo anh. Họ cũng muốn tìm ra nó dưới sự lãnh đạo của Tiểu Sang. Chủ nhân của thần sơn thú đã nhầm tưởng rằng các chiến binh của ông đã trở về từ âm phủ trong vinh quang nên bất chấp vết thương, ông lao về phía Hồ Thánh với hy vọng nhanh chóng tìm thấy thần sơn thú và hồi sinh họ, nhưng cuối cùng ông lại kiệt sức ngã xuống đất. Lúc hấp hối, xung quanh là con người, vì trong lòng tràn đầy oán hận nên cơ thể không ngừng mọc ra những xúc tu và sắp biến thành một ác thần. Tiểu Sảng muốn tiến lên ngăn cản, không ngờ lại bị xúc tu áp đảo. Zaka đến kịp thời, vội vàng chạy đến chỗ lợn rừng thần, không ngừng đẩy các xúc tu ra, cuối cùng cũng tìm được Tiểu Sảng nhưng lại bị vứt đi. Bạch Lang thần cũng lao tới, định dùng sức mình giải cứu Tiểu Sảng, nhưng nửa thân thể đã bị vô số xúc tu ăn mòn. Đúng lúc này, sơn thú thần cuối cùng cũng xuất hiện, hắn đi chậm rãi trên mặt nước, trong lúc nhất thời, mọi thứ xung quanh dường như đều im lặng. Nói xong chúng ta hãy tạm dừng một lát. Nếu bạn muốn yêu thì sao? Bạn cũng có thể thử ứng dụng hẹn hò, có thể chọn người theo sở thích của bạn. Bạn có thể chọn bạn gái bạn muốn. Đặc điểm Kisu sẽ giới thiệu những cô gái đáp ứng yêu cầu của bạn dựa trên những đặc điểm này. Đặc biệt, anh ấy sẽ ưu tiên giới thiệu những cô gái phù hợp với bạn. Giống bạn vậy, tỷ lệ thành công khi thoát khỏi tình trạng độc thân bằng cách nắm tay nhau. Đó là lý do tại sao nó rất cao. Nắm tay không phải là một màn sàng lọc và ghép đôi một cách máy móc, nó sẽ đẩy những gì bạn thích ngay trước mặt bạn. Hãy nhấp vào khu vực bình luận để chơi thử. Fanji dùng súng hỏa mai đánh vào đầu anh ta. Nhưng anh ấy an toàn. Tuy nhiên, anh ta vẫn ổn, khi đến gặp chúa tể của thế giới khác, các xúc tu của anh ta bắt đầu từ từ rút lui, sói trắng thần cũng nhân cơ hội giải cứu Tiểu Sang. Ajitaka nhanh chóng bế anh ta xuống hồ và quái vật núi thần đến bên kia thế giới chúa tể, nhẹ nhàng hít một hơi, chủ nhân ngoài hành tinh nhắm mắt lại, ngã xuống đất và kết thúc cuộc đời đau khổ của mình. Lúc này, ánh trăng chiếu vào khu rừng, sơn thú thần bắt đầu biến hình, đây là lúc hắn dễ bị tổn thương nhất. Fanji đang định bắn thì Ashitaka ném phi đao, vội vàng ngăn cản cô, lúc này sơn thú thần cũng quay đầu lại. Khẩu súng trong tay Fanji trong giây lát đã bén rễ. Tuy nhiên, trong đầu Fanji lúc này chỉ có một suy nghĩ, chỉ cần tiêu diệt sơn thú thần thì toàn bộ khu rừng sẽ thuộc về con người. Cuối cùng, anh ta bắn một phát và đánh bật đầu thần thú núi. Mọi người đều choáng váng trước cảnh tượng trước mắt, cơ thể của sơn thú thần ngưng tụ thành một màn đêm đen khổng lồ và nổ tung từ phía. Nó bắt đầu ăn mòn toàn bộ khu rừng ở bất cứ nơi nào chất lỏng chạm tới và mọi thứ đều khô héo. Fanji nhặt đầu của thần thú núi và ném nó cho nhà sư béo, nhưng con sói trắng chỉ còn lại cái đầu đột nhiên bay tới và cắn đứt cánh tay phải của Fanji, nhà sư đặt đầu của thần thú núi vào trong một chiếc hộp. Lúc này, thân thể của sơn thú thần đứng dậy, sau đó duỗi ra vô số xúc tu tìm kiếm đầu hắn trong rừng rậm. Khu rừng khô héo ngay lập tức, nước hồ đen tràn vào, làm ngập khu rừng và nuốt chửng những ngôi làng của con người. Nhà sư không còn cách nào để trốn thoát. Cuối cùng, dưới sự thuyết phục của Ashitaka, anh đã đồng ý giao đầu thần thú núi. Ashitaka và Tiểu Sang ngẩng cao đầu, bằng nỗ lực chung của mình, cuối cùng họ đã giúp được sơn thú thần lấy lại được đầu. Sau khi một luồng ánh sáng vàng bùng lên, cơn giận của thần thú núi cuối cùng cũng dịu xuống, trở lại màu xanh và ngã về phía sau. Trong phút chốc, hắn hóa thành một cơn gió mạnh xóa sạch mọi dấu vết của con người, khu rừng đổ nát vốn dĩ rất tàn khốc. Chẳng mấy chốc nó đã xanh trở lại. Lúc này, Ashitaka đột nhiên phát hiện vết sẹo trên cánh tay phải của mình đã mờ đi, lời nguyền của cô cũng được giải bỏ. Cô hiểu rằng thần thú núi muốn cô sống tốt. Xiao Sang vẫn không thể tha thứ cho con người vì đã quyết định ở lại rừng, Ashitaka cũng quyết định ở lại, ngôi làng cũng hứa sẽ đến thăm cô thường xuyên và hai người vẫn tiếp tục sống như vậy. Công chúa Mononoke là bộ phim do Hayao Miyazaki phát hành năm 1997, hình ảnh đen tối và rõ ràng, dù bạn xem sau nhiều năm nhưng vẫn vô cùng đáng nhớ. Con người và thiên nhiên có thể chung sống hòa hợp. Bộ phim không đưa ra câu trả lời cuối cùng. Sự mâu thuẫn giữa con người và thiên nhiên không thể chỉ phán xét đúng sai đơn thuần mà con người phải luôn có tấm lòng tôn kính thiên nhiên.